Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chống buôn lậu, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Tổng cục Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra C46 Bộ Công an vừa phá chuyên án buôn lậu xăng dầu tại tỉnh Bình Thuận. 13.000 mét khối xăng RON92 đã bị thu giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang tàu biển BTS Tristina mang quốc tịch Singapore đang bơm xăng RON92 nhập lậu vào tổng kho dầu của công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú. Thuyền trưởng tàu khai nhận toàn bộ 13.000 mét khối xăng RON92 chở trên tàu được vận chuyển từ Singapore và giao cho công ty Dương Đông Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Theo cơ quan chức năng, đây là đường dây buôn lậu xăng dầu với số lượng lớn, cấu kết với chủ hàng nước ngoài và chủ phương tiện để buôn lậu, núp dưới chiêu bài nhập khẩu xăng dầu chính ngạch để khai báo gian dối, giảm số lượng xuống chỉ bằng 1/4 so với tải trọng thực của tàu. Còn bây giờ tiếp tục câu chuyện rượu giả của những ngày vừa qua. Chỉ cần bỏ ra khoảng 100.000 đồng mua nguyên vật liệu là đã có thể tạo ra một chai rượu ngoại trị giá từ 1 cho đến 4 triệu đồng. Một vốn 40 lời. Đây là lý do khiến các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để đánh lừa người tiêu dùng, liều lĩnh qua mặt cơ quan chức năng. Thậm chí ngay trong khi loạt phóng sự này được lên sóng thì rất nhiều đối tượng buôn bán, làm rượu giả vẫn đang bị cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ. Đây là tang vật rượu giả bị bắt quả tang tại quận Gò Vấp. Số hàng này bị bắt khi đang trên đường vận chuyển đến giao cho các nhà hàng trên địa bàn quận. Đối tượng chính là không trực tiếp đi giao mà thuê một đối tượng xe ôm. Mà đối tượng xe ôm này là đôi khi không biết đó là rượu giả, chỉ biết là nhận hàng và giao hàng cho cái đối tượng tiêu thụ. Ngày 25 tháng 1 lại tiếp tục một vụ khác. Trên đường vận chuyển 23 chai rượu giả đi giao cho các nhà hàng, quán bar thì đối tượng Trần Văn Lộc bị bắt giữ. Mở rộng điều tra tại phòng trọ nơi đối tượng Lộc trú ngụ tại quận Thủ Đức. Phòng trọ hiện nguyên hình là nơi sản xuất rượu giả với những nhãn hiệu như Chivas, World Street. Tem của mày ở đâu? Tem nào? Tem này là người ta đưa luôn. Đâu ta đưa tem nào? Mày đâu có ai đưa? Mày mua đâu? Là người ta giao cái này người ta đưa luôn. Hàng trăm vỏ chai, vỏ hộp, nguyên liệu dùng làm rượu giả và rất nhiều tem nhãn chưa sử dụng cũng đã được phát hiện tại phòng trọ này. Thường xuyên ngày nào họ cũng làm. Nhưng mà đến khi mà mình bắt quả tang thì họ chỉ sản xuất ở trong đó là từ 5 đến 7 chai. Còn cái việc mà để mà chứng minh rằng là họ trước đây ngày nào họ cũng làm 5 7 chai thì cái đó là vấn đề rất là chứng minh để rất là khó. Cho nên là khi mà những cái hình phạt đó đối với những người này đó là cũng không cao. Chịu hình phạt một thời gian rồi thì ra thì họ vẫn lại tiếp tục những cái con đường này. Cùng với việc liên tục phát hiện các vụ việc làm giả rượu ngoại, đêm hôm qua, ngày 28 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt giữ lô hàng hơn 1.400 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, nghi là rượu giả. Một đối tượng bị truy tố, gần 1.500 chai rượu bất hợp pháp bị thu giữ trước khi tung ra thị trường trong dịp Tết. Đây chỉ là những vụ điển hình trong hàng chục vụ việc liên quan đến sản xuất rượu giả trong vòng chưa đầy một tháng qua. Có thể thấy từng ngày từng giờ, những chai rượu ra đời từ những lò sản xuất bí mật vẫn trà trộn vào thị trường bằng nhiều phương thức khác nhau. Quý vị muốn nhìn lại toàn bộ hành trình của các phóng viên Trung tâm Tin tức VTV24 trong việc khám phá cách thức pha chế sản xuất rượu ngoại giả? Hãy đón xem chương trình chống buôn lậu, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng vào chiều ngày mai trên VTV1. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Vỏ chai, hương liệu, tem nhãn giả, những phế liệu bẩn trị giá chỉ vài chục ngàn đồng là có thể biến thành một chai rượu ngoại vài triệu đồng. Bằng nhiều cách thức, nhiều thủ đoạn tinh vi, hàng ngàn chai rượu bẩn, đội lốt rượu ngoại tung ra thị trường mỗi ngày, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật giả. Đón xem rượu ngoại giả trong chương trình tạp chí chống buôn lậu, hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng phát sóng 17:30 ngày 30 tháng 1 trên VTV1.